Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm tốt xôn được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Gromet. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về tốt xôn cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của tốt xôn Tôn 0,150mg Tá dược Vừa đủ Dạng bào chế Dạng viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của tốt xôn Điều trị triệu chứng co cứng sau đột quỵ ở người lớn Bệnh nhân điều trị những cơn co cứng sau đột quỵ theo chỉ định của bác sĩ. Cách dùng và liều dùng của tốt xôn Cách dùng: Dùng thuốc trong hoặc sau bữa ăn. Liều dùng: Người lớn, liều uống hàng ngày là 150 đến 450 mg, được chia thành 3 phần bằng nhau tùy theo nhu cầu và dung nạp của từng người bệnh. Đối với bệnh nhân suy gan, thông tin về việc sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy gan còn hạn chế. Tuy nhiên, đã ghi nhận được sự gia tăng tỷ lệ xuất hiện các biến cố có hại trên nhóm bệnh nhân này. Do vậy, đối với bệnh nhân suy gan mức độ trung bình, cần xác định liều cho từng bệnh nhân kết hợp với theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh và chức năng gan. Không khuyến cáo tôn Pearson trên bệnh nhân suy gan mức độ nặng. Đối với bệnh nhân suy thận, thông tin về việc sử dụng thuốc trên bệnh nhân suy thận còn hạn chế, tuy nhiên đã ghi nhận được sự gia tăng tỷ lệ xuất hiện các biến cố có hại trên nhóm bệnh nhân này. Do vậy, đối với bệnh nhân suy thận mức độ trung bình, cần xác định liều cho từng bệnh nhân kết hợp với theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh và chức năng thận. Không khuyến cáo sử dụng tôn trên bệnh nhân bị suy thận nặng. Đối với trẻ em, mức độ an toàn và hiệu quả của toa trên trẻ em vẫn chưa được khẳng định. Chống chỉ định của tốt xôn, Quá mẫn cảm với tôn hay với chất có cấu trúc hóa học tương tự là Epearson hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Nhược cơ Lưu ý khi sử dụng tốt xôn. Sau khi lưu hành trên thị trường, phản ứng có hại được báo cáo nhiều nhất về tôn Pearson là các phản ứng quả mẫn, biểu hiện từ các phản ứng nhẹ trên da đến các phản ứng nặng toàn thân như sốc phản vệ. Các biểu hiện có thể gặp bao gồm nổi ban, mẩn đỏ, mày đay, ngứa, phù mạch, mạch nhanh, tụt huyết áp, khó thở. Nguy cơ xảy ra các phản ứng quả mẫn thường cao hơn ở nữ giới, bệnh nhân có tiền sử dị ứng hoặc tiền sử quả mẫn với thuốc khác cần thận trọng khi sử dụng tôn ở bệnh nhân mẫn cảm với lidocaine do có thể xảy ra phản ứng chéo. Bệnh nhàn cần được khuyến cáo về khả năng xảy ra các phản ứng quá mẫn khi sử dụng tôn Khi có bất kỳ biểu hiện quá mẫn nào, cần dừng thuốc ngay và nhanh chóng tham khảo ý kiến bác sĩ. Không tái sử đa in tôn đối với bệnh nhân đã từng bị quá mẫn với tôn Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Nếu gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt, mất tập trung, động kinh, nhìn mờ hoặc yếu cơ khi uống tôn Pearson, bệnh nhân cần xin ý kiến tư vấn của bác sĩ. Tác dụng phụ của tốt xôn. Các tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là các rối loạn trên da, mô dưới da, các rối loạn toàn thân, rối loạn trên thần kinh và rối loạn tiêu hóa phản ứng quá mẫn, hầu hết các phản ứng đều không nghiêm trọng và có thể tự hồi phục. Rất hiếm gặp các phản ứng quá mẫn đe dọa tính mạng. Lưu lẫn, rất hiếm gặp. Tăng tiết mỗ hôi, hiếm gặp. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Tương tác thuốc, các nghiên cứu tương tác được động học trên anzim chuyển hóa CIP208 với cơ chất dextromethorphan cho thấy sử dụng đồng thời tôn có thể làm tăng nồng độ trong máu của các thuốc chuyển hóa chủ yếu qua CIP2D6 như thioridazin, tonterodin, venlafaxine, desipramine, dextromethorphan, metoprolol, nebivalon, porfinazine, các nghiên cứu in vitro trên các tiểu thủy gan và tế bào gan người không cho thấy có sự ức chế hay cảm ứng trên các lozim CIP khác, CIP2B6, CIP2C8, CIP2C9, CIP2C19, CIP1A2, CIP3A4. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm tốt xôn, đồng thời biết cách sử dụng tốt xôn sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, Hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Phàm.